Nghe chứ hả? Ừ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ôm lại một những cái kiến thức cơ bản năm thứ ba. À. Năm thứ ba chúng ta đã học rồi. À, chúng ta phải biết cái thành phần, những thành phần tạo nên sỏi ở Việt Nam ta như thế nào để chúng ta biết cách phòng ngừa. À, chúng ta điều trị thì nội khoa thì cái hiệu quả nó rất hạn chế. Hiện giờ cái sạn Việt Nam của chúng ta đa số là sạn tổng hợp, rất nhiều thứ trong đó. Do đó chúng ta nghe quảng cáo những cái thuốc tan sạn, uống tan sạn hết thì nó hiệu quả nó không cao lắm. Nó chỉ tác dụng hỗ trợ. Do đó chúng ta chỉ định điều trị nội khoa, điều trị mổ xẻ phẫu thuật thì chúng ta dựa vào chỉ định chính của cái phương pháp đó. Chúng ta không nghe tin mạng, trên mạng quảng cáo rồi. Rất nhiều bệnh nhân ở Việt Nam chúng ta sạn san hô thận, tôi biết san hô rất to. Chuẩn bị lên chương trình mổ, nghe quảng cáo uống kim tiền thảo là không phải mổ tan hết sỏi mà nhân uống 6 tháng sau vô cắt bỏ thận. Cho đó chúng ta sỏi Việt Nam chúng ta không có đơn thuần là sỏi một thứ. Do đó những cái chất điều trị nội khoa chúng ta hầu hết là nó không hiệu quả cao lắm. Thì yếu tố chúng ta, do đó chúng ta những yếu tố mà hình thành sinh sỏi, đây là cái phương pháp điều trị dự phòng nó tốt nhất cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta học rồi ha, đó là giảm lưu lượng nước tiểu. Có thể chúng ta làm việc trong môi trường nóng, chúng ta ít thói quen uống nước hay chúng ta mất nước nhiều mà chúng ta bù nước không đủ thì nước tiểu chúng ta cô đặc, thiếu nước, nước tiểu cô đặc. Nước tiểu cô đặc thì những thành phần hóa học ở trong nước tiểu chúng ta nó có cơ hội, nó giống như chuyển động rau, chúng ta học quy lý du lịch đó rồi, thì nó đậm đặc và kết hội nó kết hợp với nhau nó tạo sạn. Do đó đơn giản nhất là chúng ta uống nước nhiều. Do đó bác sĩ niệu khoa nhiều khi vô thấy sạn 2-3 ly không cho to gì hết, về uống nước nhiều đi. Nhiều khi có nhiều bệnh nhân ta không tin lắm nhưng uống nước nhiều vẫn là phương pháp hiệu quả tốt nhất. Thứ hai là tăng các tiết bài chất tạo sỏi trong nước tiểu. Ví dụ như chúng ta ăn hải sản nhiều sò, ốc hến hay nhiều quá, hoặc ta uống canxi nhiều quá, những người ta sợ loãng xương thì những cái chất canxi nó dư nó thấy nước tiểu thì đó là một cái yếu tố để tạo sạn. Hoặc là chúng ta ví dụ như chúng ta bị gút, bệnh gút là bệnh hiện giờ đến thời đại. Ngày xưa gút đó là bệnh nhà giàu nên ăn đạm mới bị gút, bây giờ không phải đạm cũng bị gút ha. Thì gút nằm trong tăng axit uric máu, nó thảy tinh thể urat và nước tiểu chúng ta. Nếu chúng ta uống nước ít thì urat này nó sẽ dễ tụ bổ, nó tạo thành sạn ha, nó tạo axit uric ha. Hoặc là chúng ta trong môi trường nước tiểu chúng ta bị toan quá thì axit uric này nó cũng dễ tạo ra sạn. Lát chúng ta học điều trị nội khoa cái này ha. Do đó chúng ta nếu uống nước nhiều mà chúng ta biết kiềm quá axit ha, thì cái tinh thể nó không tạo sạn, nó thành tinh thể đái ra ngoài. Do đó chúng ta phải khống chế cái axit uric trong máu xuống thì cái axit uric trong nước tiểu sẽ giảm thì tạo sạn. Khống chế bằng cách nào là chúng ta, thứ nhất là chúng ta dùng thuốc, thứ hai là chế độ ăn uống. Ta giảm ăn mấy món mà món nhậu không à ha. Nghêu sò, ốc hến ha, cháo lòng, lòng heo, lòng bò, lòng ha, phèo ha, rồi hải sản ha, ốc ha, những cái đó là axit uric nó tăng. Thịt chó ha, thịt dê ha, là những axit uric ta giảm cái đó và uống thuốc ha. Một số thuốc nó giảm axit uric máu thì ta mới ngừa được sỏi thận. Hoặc là chúng ta một số cái chất khác như thí dụ như là chúng ta sẽ có rất nhiều chất trong đó. Hay chúng ta liệt kê những thành phần đó mà chúng ta như phốt phát, oxalat, chúng ta có những thành phần chế độ ăn. Do đó khi mà ở Việt Nam chúng ta khi tạo mổ ra một cục sạn cho bệnh nhân, chúng ta để phân tích sạn có thành phần có gì để chúng ta ngừa, thì mỗi loại thành phần sạn nó có một lọt chế. Cục sạn này nó có 6 thành phần hay hoặc là 10 thành phần hỗn hợp trong đó thì chúng ta do đó chúng ta thường là đa số là chế độ ăn hiện nay chính hạn chế thôi, hiện nay uống nước nhiều vẫn là chủ yếu. Cái thứ ba là giảm độ hòa tan các chất trong nước tiểu. Thí dụ pH chúng ta toan thì có một số chất nó sẽ giảm cho nước tiểu, nó sẽ tủa, nó không hình thành, nó không có kết tủa. Có một số chất có một số pH nó tăng thì nó có một số bình sạn, có một số pH nó giảm thì nó tạo một số sạn. Do đó khi mà chúng ta biết sạn bệnh nhân, biết thành phần, chúng ta phải coi cái pH nước tiểu để biết là chúng ta nên tăng pH hay giảm pH nước tiểu để tùy trường hợp mà nó tan, mỗi lần sàn khác nhau. Tất cả những phương pháp dân gian ăn uống ha, kêu uống rau ôm, uống này uống kia, thật ra để thay đổi pH nước tiểu.
chủ yếu là thay đổi bé phát tiểu. Nếu mà chúng ta không biết loại sạn gì mà chúng ta thay đổi bé phát tiểu vô tiểu hoạt, rồi thì tình vô tình chúng ta làm bệnh nặng hơn. Tuy nhiên có nhiều người có thấy da uống khóm, uống khóm vô, uống khóm nhiều nhiều khi sạn nó không tan mà lủng qua tử. Có nhiều nơi rất vậy, người kia uống rau ôm, vân vân. Thì nếu pH axit nước thấp, tức là nước tiểu chúng ta toan quá, thì sạn urat sẽ tạo. Do đó phương pháp điều trị sạn urat trong gút là người ta kiềm quá nước tiểu. Cái này chúng nó hay thi ha. Ví dụ sạn urat nước tiểu, câu nào đúng ha, có câu là toan quá, có câu là gì đó ha, chúng ta phải kiềm quá nước tiểu. Do đó khi bệnh nhân bị gút, muốn ngừa sạn urat hình thành, ta uống nước nhiều, giảm chế độ ăn, nhưng chúng ta phải kiềm quá nước tiểu bằng cách là chúng ta thường cho uống bicarbonate. Biết cái chai bụi này ha, nhiều duyên cho đó. Bicarbonate uống thì cái chính bicarbonate nó làm kiềm quá nước tiểu. Do đó khi làm bác sĩ điều trị, chúng ta thường coi nước tiểu, chúng ta coi hay có bạch cầu hay không, có nhiễm trùng hay không ha, có tiểu máu, có là chúng ta thấy có tiểu máu hay không, có hồng cầu hay không, hoặc là một số bệnh lý thận chúng ta coi đạm niệu. Nhưng mà ít khi nào mà chúng ta để ý cái pH nước tiểu. Nhưng đối với sạn, đối với nhiễm trùng tiểu thì chúng ta đặc biệt phải để ý cái pH nước tiểu. Nếu bệnh nhân bị gút hay sạn acid uric thì chúng ta nhớ là chúng ta nên kiềm quá nước tiểu. Uống khóm vô là gì? Khóm vô là nó toan quá nước tiểu. Mà bicarbonate chúng ta uống rất rẻ, uống là ta kiểm soát nước tiểu pH định kỳ. Chúng ta biết bicarbonate làm gì nữa không? Trong phụ khoa bicarbonate làm gì? Nước rửa phụ khoa ha, và cho làm bánh. Bicarbonate làm bánh nướng rất giòn ha. Đó tại sao có người làm bánh người thấy cái viên đặc phụ khoa đó bicarbonate, người ta lấy ra trộn với bánh thấy ghê. Như đúng là cái viên mà bán bicarbonate trong phụ khoa là nó vô trùng, nó là thuốc mà, nó vô trùng thì đó cái đó mới tốt ha. Nhiều khi lấy đó ta trộn bánh ta nướng hoặc là những cái pH nước tiểu kiềm, tức là pH nó tăng trong những sạn, nhất là còn rô tuyết thường là nó thủy phân nước tiểu, nó tạo ra cái môi trường kiềm mà nó càng phát triển. Do đó đối với nhiễm trùng mà con rô tuyết thì chúng ta đặc biệt phải toan quá nước tiểu. Do đó trong thay đổi kiềm pH nước tiểu, tôi nhớ hai con, thứ nhất acid uric thì chúng ta kiềm quá nước tiểu, trong khi nhiễm con rô tuyết là chúng ta toan quá nước tiểu. Có một số người bị sạn san hô hoài, nhiễm trùng hoài, mổ hoài, tái đi tái lại hoài, thử pH nước tiểu nó cứ kiềm hoài ha. Có một số phương pháp người ta đề nghị, nhất bên trái người ta lấy mảnh cái dạ dày hang vị đắp qua cái bể thận hồi xưa, để gì cái hang vị nó tiết ra axit, nó toan quá nước tiểu. Nhưng phẫu thuật tới ngày nay không làm nữa, nó nặng nề quá ha. Do đó chúng ta nhớ khi đi trị nội khoa nhớ hai cái đó ha. Thứ tư là sự hiện diện của các chất không hòa tan hay các chất lạ trong hệ niệu chúng ta. Chúng ta thấy ha, chúng ta hay bị cái này. Có nhiều người trong bệnh viện, có nhiều người mổ ha. Tự nhiên đấy, tôi thấy mổ có phụ nữ ít khi nào bị sạn bàng quang. Sạn bàng quang là sạn cơ thể, khi nào có bế tắc cái bộ quang thần kinh. Có lần tôi mổ phụ nữ cũng sạn bàng quang rất to. Đàn ông sạn bàng quang là thường ở người lớn tuổi, do búi tiền tuyến nó tắc nghẽn hay bị. Mổ sạn bàng quang là phụ nữ là nhiễm trùng hoài, có sạn nó nhiễm trùng. Khi mổ ra chúng ta thấy, khi mà cắt đôi cục sạn ra thì thấy cái nắp chai dầu xanh dị vật. Đó, có nhiều người ta, nhất là đàn ông nhiều lệch lạc tình dục, ta hay thủ dâm, ta nhét cái dị vật cho cơ thể ra. Cái nào mà có dị vật cơ thể cho đường tiểu ta là có thọ sạn. Chúng ta hay bị nhất là mổ phụ khoa. Khi chúng ta khâu cầm máu á, ta khâu bằng chỉ không tan, vô tình chúng ta móc sâu quá, sợi chỉ nó xuyên vô bằng quang, nó ra ngoài. Thì vài tháng sau, ngay cái sợi chỉ nó xuyên vô bằng quang, nó tạo một cục sạn. Nếu ta soi bằng quang thấy mình như có một cục sạn ha, mà trước đó có mổ vùng chậu, thì chúng ta để thường là do cái dị vật sẽ trị. Do đó tất cả những cái phẫu thuật trong hệ tiết niệu, chúng ta khâu đầy thận, bể thận, niệu quản, bàng quang, khâu thận, đều là chỉ tan. Nếu chỉ không tan là tạo sạn. Do đó chúng ta phải ngừa được cái những dị vật không tan trong cơ thể chúng ta. Cái cuối cùng là bế tắc và ứ động nước tiểu. Ví dụ mình nhân một có một bế tắc ở dưới thì nó động nước tiểu ở trên, giống như nước tiểu tụm luôn. Khi nước tiểu động ở trên động lại thì những tinh thể trong nước tiểu nó lắng động, dần dần nó tạo sạn. Do đó một bệnh nhân mà có bế tắc đường tiểu vừa ứ nước hoài, chúng ta coi chừng có tạo sạn.
Điển hình nhất là người đàn ông lớn tuổi mà có sạn bàng quang. À, thường là có bế tắc đường tiểu dưới, nó tạo sạn bàng quang. À, nó có hình thái thế này. Thường thì bế tắc, bệnh nhân tiểu không hết. À, nhất là bế tắc nặng. Tiểu không hết thì có thể nước tiểu tùm lưu cao. Trong siêu âm thể nước tùm lưu người ta hay ghi là RUV, residual volume urine, tức là residual urine volume, tức là thể tích nước tiểu tùm lưu, tức là thể tích nước tiểu đọng lại trong bàng quang sau khi chúng ta tiểu xong. Bình thường nó không có. Nếu tiểu xong trong nước tiểu chúng ta còn trên 150 ml là nguy hiểm. Do đó trong câu mà bú tiền là chúa tiền là tiếng, chúng ta thấy có một cái câu mà nó thi á, dấu hiệu nào sau đây quan trọng nhất là thể tích nước tiểu tồn lưu trên 150. Khi trên nước tiểu tồn lưu trên 150 là chúng ta phải can thiệp. Trong sạn cũng vậy. Ở người đàn ông lớn tuổi thường chúng ta thấy cục sạn to bằng quang, thường là tới bế tắc đường tiểu dưới. Trẻ thì hay có hẹp địa đạo ha. Nhưng người già thì bế tắc đường tiểu dưới hầu hết là bú tiền liệt tuyến. Thì đó, một ông già thấy sạn to bằng quang, chúng ta mổ sạn quang rất dễ, nhưng mà cái tiền liệt tuyến mới là vấn đề. Chúng ta phải giải quyết, không thể bị lại. Một ông già thì thường có bú tiền liệt tuyến hay tạo sạn bằng quang, rặn nhiều, già yếu, thành bụng yếu thì hay thoát vị bẹn. Nó đi vòng lộn bằng cái đó. Nếu ông già thấy có thoát vị bẹn, có sạn bằng quang thì chúng ta phải coi cái tiền liệt tuyến. Hoặc là ở những người bằng quang thần kinh, hoặc ở những người bị lý hẹp khúc nói, bể thận điều quản, tạo sạn. Thấy sạn san hô, tôi thấy mổ cũng được, nhưng chúng ta để cái hẹp khúc nói. Do đó nhất là bằng quang thần kinh, nó tiểu không hết, thể tích tùm lưu lúc nào cũng cao thì hay tạo sạn. Mà chúng ta không giải quyết được bế tắc, chúng ta mổ sạn xong thì sẽ bị tái phát. Đó là những yếu tố thuận lợi. Do đó khi chúng ta điều trị bệnh nhân xong, chúng ta phải có yếu tố những thuận lợi này, và chúng ta có phương pháp điều trị hỗ trợ và kết hợp để phòng ngừa sạn. Về thành phần hóa học, chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta sẽ có 5 thành phần chính ở trong nước tiểu chúng ta tạo sạn, nó sẽ kết hợp với nhau. Mà chúng ta nhớ thành phần này không nhất thiết phải một sạn, nó có một loại thành phần, nó có nhiều loại. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta có cái canxi phosphat. Cái nào mà có phosphat trong đó, cái gốc phosphat, thường là nó có liên quan đến nhiễm trùng. Rồi nhá. Có gốc phosphat thường hay có liên quan nhiễm trùng. Canxi phosphat là một cái sạn mà chúng ta hay gặp, và nó thường nó chiếm đa số trong thành phần hóa học của sạn. Và cái loại này thì nó cản quang rất nhiều, tức là chúng ta chụp X quang thường chúng ta thấy rất rõ. Nó cản quang nhiều, chính là độ cứng nó nhiều. Nếu độ cứng nó nhiều quá thì chúng ta tán sạn ngoài cơ thể, coi chừng nguy cơ thất bại. Do đó tại sao mà khi chụp CT người ta đánh giá cục sạn, ta đánh giá cái đơn vị Hofer trong CT, ta có bao nhiêu ta tán sạn cơ thể, bởi vì nó vượt quá cao quá thì khuyên không nên tán, bởi tán không bể mà nó bể thận. Cái thứ hai là magnesium phosphate, magnesium ammonium phosphate, đây là sạn nhiễm trùng nhiều nhất. Những sạn san hô nhiễm trùng ta chưa thấy, và thường là con protein. Những sạn này thấy thường là cái nước tiểu nó bị kiềm quá. Bởi vì con này nó tạo ra vi khuẩn, có vi khuẩn nó thỉ phân ure trong vi khuẩn, nó tạo ra cái OH cộng, nó tạo thành cái môi trường kiềm. Trong môi trường kiềm thì những cái chất này nó sẽ tụ, nó tạo sạn. Thì đó, những trường hợp mà sạn như thế này chúng ta phải điều trị thực sự hết nhiễm trùng, uống nước nhiều và phải toan qua nước tiểu. Nếu môi trường toan thì những tinh thể này nó là dạng ion, nó tiểu ra ngoài, nó không tạo sạn. Thứ ba là canxi oxalat, đây cũng là sạn cản quang rất nhiều, chụp hình thấy rất rõ. Magnesium phosphate thì nó cản quang nhưng không nhiều bằng hai thứ này, canxi phosphate và oxalat canxi. Để đó chụp cái phim cao bê thấy sạn cản quang nhiều thì chúng ta biết được một số thành phần thực sự của nó, biết được. Cystin, đây là sạn rối loạn cystin thì hiện nay chúng ta hiếm gặp, hay rối loạn chuyển quá, nó không cản quang. Thực tế thì ở Việt Nam chúng ta acid uric là sạn ở như gút, đây là viêm khớp thống phong tạo mảng tu bi rồi gì đó bị gút, tiếng Mỹ kêu gao, ở Mỹ chúng ta kêu gút, chúng ta không biết kêu gao, ở Pháp kêu gút, ở Việt Nam gút là tốt. Sạn này chúng ta nhớ đặc biệt không cản quang,
À, do đó trên siêu âm chúng ta sẽ thấy sạc, à, nhưng chụp cao B chúng ta không thấy. Ở đó một bệnh nhân thở nước mà chụp cao B chúng ta không thấy sạc, chúng ta đừng kết luận đó là không có sạc. Thường nó rơi vào cái sạc này, asytoric. Chụp CT thấy, nhưng mà chụp X-quang không sửa soạn chúng ta sẽ không thấy. Đó là sạc không cản quang. Và nó có 3 vị trí chính. À, vị trí ở bể thận, vị trí điều quản, vị trí bọng đái. Nhưng thực tế lâm sàng cho thấy sạn bể thận là chính, nhưng nó có những nhánh trong đại thận. À, nếu những nhánh này liên kết dính luôn cái sạn bể thận, nó tạo thành một khối giống như củ gừng hay san hô. Ta kêu là sạn san hô. Staphon stone ha. Staphon là san hô. Điều quản thì chúng ta điều quản lưng, điều quản chậu, điều quản sắt bọng đái, điều quản nội thạch. À, bọng đái thì chúng ta có sạn kẹt điều đạo. Sạn bọng đái, sạn rớt xuống điều đạo, từ bọng đái rớt xuống điều đạo thì kẹt sạn kẹt điều đạo là bí tiểu. Nhưng có ba vị trí chính là sỏi bể thận, sỏi niệu quản và sỏi bọng đái. Triệu chứng lâm sàng của sạn chúng ta thì rất đa dạng. Hầu hết những sạn 4-5 ly xuống trở xuống, đa số là chúng ta tình cờ siêu âm phát hiện ra. Hiểu hả? Triệu chứng lâm sàng chúng ta thì thường thì đa số chúng ta không có triệu chứng lâm sàng. Chúng ta phát hiện tình cờ nhờ cái siêu âm chúng ta ở nơi đại tràng. Cái đó chúng ta thường đa số phát hiện ra cái triệu chứng của cái bệnh lý sỏi tiết niệu nhờ những siêu âm. Thường thì cái những cái sạn mà nó không có bế tắc cấp tính thì nó không gây đau. Hoặc là nó bế tắc từ từ thì nó có một số người đau rất mơ hồ. Và dùng thấy nhiều người sạn sân hô rất to mà chúng ta thấy đau lưng mơ hồ. Người già và đau lưng thì có trăm nguyên nhân, đa số là cục sống nhiều. Nhưng mà chúng ta khi phát hiện ra là sạn to. Một số sạn mà bế tắc cấp tính thì nó gây cơn đau rất dữ dội, mặc dù cục sạn nó nhỏ. Ví dụ như cục sạn ở thận rớt xuống điều quản tắc động ngột thì bệnh nhân sinh ra cái cơn đau bỏ thận. Chẳng biết là cơn đau bỏ thận là cơn đau đau dữ dội vào ống lưng. Nó lan ra bụng dưới, nó đang hố chậu, lan xuống bẹn biểu sinh dục hoặc là môi lớn người phụ nữ lan xuống mặt chân đùi. Thì đau dữ dội, bệnh nhân phải lăn lộn, nhiều khi bệnh nhân phải vô chích giảm đặt cục cục. Có nhiều người mặc dù sẵn nó không nặng lắm nhưng đau dữ dội. Một số trường hợp trong cơn đau như thế nó hay kèm theo rối loạn tiêu hóa, ví dụ như có nhiều người đau ra bụng dưới, người ta giống như đau dạ dày phía trước thợ nghị, người đau ói mửa nhiều, phải biết đau sau lưng ói mửa nhiều, nhất là bên trái, chúng ta làm cái gì viêm thị cấp. Đau sau lưng cho nhắn cái điểm eo xanh nó cũng đau, ấn hông lưng trái nó cũng đau, và ói mửa nhiều. Đau bụng lan sau lưng ói mửa nhiều là trên lâm sàng chúng ta nghĩ đến nhiều viêm tụy cấp liền. Tại vì cái đó dễ chết nhất. Hoặc là đau rối loạn tiêu hóa đầy hơi, nhiều khi tiêu chảy, tôi nghĩ là tiêu chảy. Do đó có thể sinh cơn đau bỏ thận, mà cơn đau bỏ thận thì đặc biệt nó hay kèm theo cái rối loạn đường tiểu. Ví dụ như cái sẽ tiểu gắt, tiểu buốt, có những tiểu máu hoặc là bệnh nhân có tiền căn trước đây tiểu ra sỏi, tiền căn đã bổ sỏi rồi. Thì cơn đau thì được chẩn đoán nó chính xác gần hơn. Nhưng mà ngày nay nhờ cái siêu âm cơ đau quang thận đa số trong lâm sàng cấp cứu siêu âm chúng ta phát hiện ra. Cơn đau quang thận nó không phải là một cái điều trị cấp cứu, chúng ta nhớ không có phẫu thuật cấp cứu trong cơn đau quang thận. Chúng ta chỉ cấp cứu là kích giảm đau rồi ổn cho bệnh nhân về. Nếu không có nhiễm trùng, không có suy thận thì chúng ta lên chương trình sẽ can thiệp, chứ không có cấp cứu gì cơn đau quang, không có mổ cấp cứu ngoại khoa gì cơn đau quặn thận. Chúng ta nhớ đó, có nhiều bác sĩ ở quận huyện cứ cơn đau quặn thận vô cái đè ra mổ tán sạn, cái đó không nên. Nhớ. Cấp cơn đau quặn thận ta chỉ sợ nhất là chúng ta chẩn đoán lầm với những bệnh lý mà chúng ta phải mổ. Điển hình nhất hay bị viêm ruột thừa. Cái thời tôi học á thì nó không có siêu âm như mấy em bây giờ. Đau ruột thừa đau hoài. Hồi xưa đau ruột thừa đang theo dõi thì không được kích giảm đau. Ngày xưa tôi học mà không, ngày nay không được cho phép.
bảo đảm cho bệnh nhân không đau. À, chúng ta còn nhiều phương pháp khác là chuyện đó. À, tôi đi học, đang theo dõi ruột thừa thì không được dùng giảm đau. À, chúng ta những giờ đợi mấy em xíu. À, chúng ta vô mà đau quặn thận, đau dữ dội mà chúng ta không cho giảm đau thì kinh khủng ha. À, giảm đau thì khám bụng, cái bụng nó không theo dõi được cái khám bụng. Nhiều khi giảm đau mà nhưng không có đề kháng không đó nè. Vậy đó ngày xưa học là theo dõi ruột thừa là không giảm đau. Ngày nay nó khác, hôm nay chúng ta có đủ phương tiện. Ngày xưa mới có trường phái là đau hoài mổ. À, ngày xưa tôi học đó, đi trực cấp cứu mấy em hồi xưa cái đây mấy chục năm. Đi học đi trực cấp cứu á thì ai mà thích ngoại á thì vô cái tua trực nó kêu là trường phái diều hâu. Tức là nghi ngờ không bỏ sót, theo dõi đau hoài mổ. À, mà có người thì vô cái tour mà nói chiều phái bồ câu, tức là theo dõi, ít mổ. À, nhưng hồi xưa thích ngoại thì khoái mổ lắm, có mổ là vô liền. À, nhưng ngày nay thì không cho phép chúng ta vậy. Hoặc là những bệnh lý chúng ta hay gặp gì? Hội chứng mít xanh mạc là hội chứng gì? Y sáu chúng ta biết rồi ha. Hội chứng xuất huyết giữa hai kỳ kinh. À, khi mà kỳ kinh giữa kia nó xuất huyết, nó cũng một số máu hay rớt trong phúc mạc, làm kích thước phúc mạc giống như bụng ngoại khoa. À, hoặc là hai ngoài tử cung, bở sẵn buồng trứng. À, rất nhiều cái bệnh lý mà chúng ta nếu bỏ sót thì mình vẫn chết. À, chúng ta trong cái đau hoàn thận chúng ta sợ nhất chúng ta chẩn đoán lầm những cái bệnh mà nguy hiểm. À, ở đây cái đau hoàn thận không sao, đào chích lắc cũng bớt đào. À, nhưng mà thay ngoài tử cung vỡ là chết. À, buồng trứng sẵn cũng nhiều khi vô nó vỡ buồng trứng sốc. À, rất nhiều bệnh điều đó. Đối với cái đau hoàn thận khi chúng ta điều trị chúng ta cẩn thận. Cẩn thận nhất là những bệnh lý mà chúng ta bỏ quên, nó cần phải cấp cứu ngoại khoa. Các triệu chứng hoặc là bệnh nhân vô chúng ta, thường thì bệnh nhân sẽ có cái tiền căn. Bệnh nhân biết mình sỏi niệu. Ngày nay á, đa số bệnh nhân vô biết mình sỏi niệu. Có tiền căn tiểu ra sỏi, có tiền căn mổ lấy sạn. Bữa sạn thận nó tái đi tái lại rất nhiều lần. Có nhiều người bệnh nhân mổ 3-4 lần luôn. Tôi biết. Hoặc ở tỉnh, công dân ở vùng sâu, vùng xa có thể người ta vô với mình với một cái biến chứng của sỏi niệu. Có ba cái biến chứng chúng ta hay gặp, biến chứng là suy thận cấp. Ha. Thứ như bệnh nhân có một cái mất chức năng người ta không biết, có thận còn lại niệu quản, sạn rớt xuống niệu quản, nó tắc. Bây giờ cái đầu hoàn thận bệnh nhân vô vô niệu, vô suy thận cấp. Hoặc bệnh nhân có hai sạn hai bên rớt xuống hai cái niệu quản. Bây giờ bệnh nhân vô niệu, suy thận cấp. Ha. Hậu quả suy thận cấp là gì? Là biết có ba biến chứng đáng sợ của suy thận cấp mà vô mà chúng ta xây chở không kịp bệnh nhân chết. À, cho tại sao mà vô ta thử máu liền? Thứ nhất là khi vô điện thế nó tăng creatinin và ure. À, ta biết rồi. Nếu tăng quá thì tăng cái gì nữa? Dòng độ cái gì tăng? Kali. À, vậy đó vô mình ta vô niệu cho sạn hai bên thì chúng ta nhớ nếu suy thận cấp bệnh nhân sẽ tiểu niệu, vô niệu, phù. Và có ba biến chứng ta sợ nhất, phù phải cấp. À, bệnh nhân vô sẽ đau hông lưng hai bên và vô niệu bắt đầu phù người, bắt đầu là khó thở, rang ẩm, dân hai phổi, xùi bột hồng, khó thở, tiện, tim, tiếng ngựa phi, những cái dấu chứng của cái suy thận cấp của sỏi. Ha. Nếu bị sỏi mà suy thận cấp, phù phải cấp, thì không phải như cấp cứu tim mạch, chúng ta garo ba chân, chúng ta chích áo rồi lợi tiểu. Ha. Phù phải cấp do tim nó khác. Nếu vô niệu không cấp là chúng ta chạy thận cấp cứu liền. À, nó mới rút nước ra nhanh. À, cấp cứu suy thận cấp trong sỏi niệu á, là vô niệu là phù phải cấp, là OAB nữa là chúng ta phải chạy thận cấp cứu liền. Nha. À, hoặc là bệnh nhân đến với chúng ta với biến chứng suy thận mãn. Suy thận mãn thì bệnh nhân nó không có ồ ạt, nhưng mình sẽ yếu, mệt. Triệu chứng sẽ cao huyết áp và thiếu máu mạng. Ha, hai triệu chứng của suy thận mãn biết là cao huyết áp và thiếu máu mạng. Suy thận cấp chúng ta giải quyết được bế tắc, cấp cứu qua thì bệnh nhân có thể phục hồi hoàn toàn. Suy thận mãn thì không phục hồi. Ta giải quyết xong bệnh nhân sẽ diễn tiến chậm diễn tiến của suy thận thôi chứ không hết. Nha. Hoặc là bệnh nhân vô với bệnh cảnh là biến chứng của hai cái biến chứng còn lại của cái suy thận cấp là gì? Nãy nói là phù phải cấp, ăn ure làm hôn mê. Ha.
bệnh nhân sẽ lơ mơ ha, kêu là bắt chuồn chuồn ha, tay cho ha, thở cái mùi ure ha, hôn mê và đi từ từ siêu hấp cho chết. Và biến chứng nhanh nhất là tăng kali máu, tôi thấy mạch nhanh ha. Australia chúng ta sống tê quy cao nhọn ha, nếu nó quay lại nhiều, có nhiều bệnh nhân vô thử xét nghiệm xong tiếng sau mới có, chưa kịp làm gì cả bệnh nhân ngưng tim ngưng thở chết, ngưng tim chết. Tăng kali là bệnh nhân chết nhanh nhất. Do đó tăng kali chúng ta dùng thuốc lợi tiểu ha, dùng loại mà hạ kali, dùng cái những cái thuốc mà cái dây salad uống để thảy kali. Cấp cứu nội khoa ta biết là thảy kali qua đường ruột, chúng ta truyền đường u trương, truyền insulin kali nội bào ha, ngoại bào vô nội bào ha, có những cái cách, nhưng mà chúng ta cũng phải chạy thận cấp cứu. Vô niệu suy thận do sỏi niệu là nói chung thì chúng ta nên chạy thận cấp cứu. Hoặc là chúng ta đến bệnh cảnh nhiễm trùng, điều khi sạn xuống bế tắc nó gây thận ứ nước nhiễm trùng. À, thận ứ nước nhiễm trùng do bế tắc là tình trạng viêm thận bể thận cấp. À, nó sẽ có hội chứng đáp ứng viêm toàn thân. Chúng ta học ha, đáp ứng viêm thận nó có 3 tiêu chuẩn trở lên là chúng ta phải thiện cấp cứu. Thường là bệnh nhân sẽ sốt cao lạnh run, đau hông lưng, vẻ mặt nhiễm trùng, công thức bạch cầu tăng, CRP tăng. À, những trường hợp mà viêm thận bể thận cấp và do bế tắc thì bắt buộc chúng cấp cứu chúng ta phải chuyển luôn nước tiểu. Chuyển luôn nước tiểu. Chúng ta không dùng kháng sinh liền, dùng kháng sinh liền nhưng mà không phải dùng kháng sinh không. Phải kết hợp chuyển luôn nước tiểu bằng cách là chúng ta đặt GG cho nó qua cục sạn nó dễ luôn, hoặc là chúng ta mở thận lây da bằng monoxy. À, nếu mà trên sạn bế tắc có phản đáp ứng viêm toàn thân như sốt cao lạnh run bạch cầu tăng, nếu chúng ta chần chờ là bệnh nhân vô sốc nhiễm trùng chết, chúng ta phải kháng sinh tích cực, đặc biệt là kháng sinh theo kinh nghiệm, nhưng mà ở đây chúng tôi chưa học bài đó đây, và phải chuyển luôn nước tiểu. Nói chung kháng sinh trên kinh nghiệm là cái gì, là chúng ta trong thời gian chúng ta chờ kháng sinh đồ, chúng ta dùng kháng sinh phủ đậu cho bệnh nhân. Ngày nay thì cấp cứu mà nhiễm trùng như thế, sốt cao lạnh run thì chúng ta không cho quinolone, tức là levofloxacin, ciprofloxacin á, không cho cephalosporin thế hệ thứ ba. Và đánh giá bệnh nhân ở ba mức độ, độ 1, độ 2, độ 3 là bệnh nhân có can thiệp bệnh viện trước đây hay không, có nằm ICU gì đó, có cơ địa viêm tiểu đường. Thường thì chúng ta đánh phủ đầu nếu có nguy cơ nhiễm trùng huyết, đánh phủ đầu bằng nhóm carbapenem. Có thể invan hay imipenem rồi đó. Sau đó rồi chúng ta tạm ổn giải quyết, vài ngày sau chúng ta sẽ hạ bậc xuống thang kháng sinh theo kháng sinh đồ. Chứ chúng ta không có dùng, ví dụ ngày xưa dùng cephalosporin thế hệ thứ nhất, thấy vài tiếng ngày không hiệu quả, dùng thế hệ thứ hai ha, cái không được hiệu quả dùng thế hệ thứ ba, ngày nay không vậy, đánh phủ đầu ha. Đó là kinh nghiệm. Và sau đó chúng ta sẽ kết hợp với chuyển luôn nước tiểu và xuống thang kháng sinh theo có kháng sinh đầu và đáp ứng lâm sàng ổn định. Đó là cái kháng sinh kinh nghiệm. Cận lâm sàng, khi bệnh nhân mà có nhiễm trùng, nhất nhiễm trùng cấp thì công thức máu bạch cầu sẽ tăng ha. Thường mà nó cho nó tăng, thường nếu tăng cao thì chúng ta coi chừng nhiễm trùng tiểu trên nó tăng cao lắm, nhiễm trùng tiểu dưới thì bạch cầu nó không tăng nhiều ha. Không có sốt lạnh run, giống như viêm bàng quang do sạn, bệnh nhân tiểu gắt tiểu buốt, triệu chứng tại chỗ thôi, nhưng không bao giờ có sốt cao lạnh run. Nếu mình có sốt cao lạnh run ta coi chừng cái chuyện khác. Nhiễm trùng tiểu trên cấp, nếu viêm thận bể thận cấp ha, thì có sốt cao lạnh run, ta nhớ đó. Đối với bệnh nhân mà suy thận mạng thì thử công thức máu chúng ta thấy có thiếu máu mạng, hemoglobin HCT giảm và độ thanh lọc cầu thận creatinin huyết thanh và cái ure nó tăng. Trong nước tiểu cũng vậy, bình thường chúng ta hay có hồng cầu đại thể hay bi thể, trong có sạn thì hay có hồng cầu, và có nhiễm trùng thì có bạch cầu và tùy theo vi khuẩn mà cái độ pH nước tiểu nó sẽ thay đổi. Ta thấy nếu pH nước tiểu con rotit thì pH nước tiểu thường nó trên 7.6. Con pH đã tạo ra, nó thủy phân ure đã tạo môi trường kịp. Nếu pH luôn luôn là 6.5 thì nguyên nhân toàn quá là bệnh ống thận. Cái bệnh này là bệnh nội khoa. Bệnh này nó sẽ có hình thành một số sạn liên quan cái nước tiểu nó bị tắc axit, pH nước tiểu axit. Hoặc là nước tiểu nó tạo ra, nó có những cái tinh thể ha, nó tạo ra sạn.
có cái bê cái tinh thể nước tiểu, cái cặn láng nước tiểu mà chúng ta cũng nghĩ nhiều nó sản gì, ví dụ oxalat nhiều thường là sản oxalat canxi nha, hoặc là phosphat nhiều thì phosphat canxi, canxi là cái hay kết hợp với đó. Thì nói gì nói chúng ta phải dựa vào chẩn đoán hình ảnh lâm sàng để chẩn đoán sỏi thận. Nói lâm sàng như thế nào, ngày nay chỉ nói hình ảnh đơn giản nhất là chúng ta làm siêu âm. Thì siêu âm rất dễ ha, sạn 4-5 ly, 3 ly chúng ta siêu âm cũng thấy rồi ha. Trên siêu âm thì thấy được sạn ha, mặc dù sạn acid uric X quang không thấy, nhưng siêu âm cũng thấy. Siêu âm cho chúng ta thấy được ứng nước độ 1, độ 2, độ 3. Thường ứng nước độ 2 trở lên là chúng ta nên can thiệp ha, bởi vì sạn nó không ra được đâu. Siêu âm thấy được những biến chứng, thí dụ như là tụ dịch quanh thận, siêu âm được thấy được cái mủ trong thận ha, nó lợn cận. Siêu âm được thấy được cái tụ nước tiểu khi lít ra ngoài, nhất là sau khi mổ, nó tạo thành những nang giả đều. Hình ảnh siêu âm chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy một cái bóng lưng tụ sạn. Khi tia siêu âm quét xuống sạn, trên hiện cho mình nó cái bóng lưng, phía sau là cái tia siêu âm không qua, thấy được cái khoảng trống, khoảng tối, echo. Đó, siêu âm chúng ta thấy được, chỉ thấy được cái bóng lưng của sạn thôi nè. Đó, tùy theo vị trí cục sạn. Cục sạn chúng ta không thể nào hình cầu, có thể hình hột gà, ha, hình tùm lum hết. Tùy theo mặt cắt của cái siêu âm thì chúng ta cho bóng lưng khác nhau và ta đo được cái kích thước nữa này. Do đó tại sao sạn lúc siêu âm 1 ly 10mm, ha, 10mm. Lúc cục sạn nó xoay thế cho chúng ta siêu âm lần sau 7 ly. Ha, do đó nhiều khi kết quả siêu âm mỗi lần có thể khác nhau. Do đó có nhiều bác sĩ ta không hiểu cái này. 10 ly uống thuốc quá trời luôn, hay tầng sau siêu âm lại còn 7 ly, uống thuốc quá hay ha, uống thuốc tầng tan hết được 3 ly, nhưng không phải vậy nha nhớ ha. Bây giờ do cái mặt cắt của siêu âm chúng ta qua cục sạn ở vị trí này thì nó có cái đường kính ở vị trí đó. Đây hình ảnh siêu âm sạn niệu quản lưng ha, chúng ta thấy đây cục sạn niệu quản lưng, bóng lưng. Trên đây cái niệu quản nó dạng, ở dưới niệu quản đoạn trên bế tắc thường nó dạng. Thứ hai là chụp cao B, kidney jugular bladder, ha, ta kêu là chụp hải niệu không cản quang. Chứ cao B thật ra nó dùng chúng nó không đúng, ha. Chúng ta chỉ thấy được cái bóng thận, nếu cao B thật sự, chúng ta thấy được cái bóng thận thôi. Còn niệu quản bằng quang chúng ta đâu có thấy. Đó là chụp hải niệu không có cản quang. Đây hình ảnh, tiêu chuẩn chụp là chúng ta phải biết tên, tuổi, ngày, tháng, bệnh nhân, ha. Bên phải, bên trái, F là bên phải có thể chữ B, ha. Và chúng ta cường độ tim thấy được hai cái bóng cơ thắt lưng chậu, cơ xoát, và chúng ta lại được tiêu rõ. Và trong bụng nó không có ít hơi. Ngày xưa ta xúc ruột á, chụp nhanh, hơi nó nhiều. Ngày nay kỹ người ta chỉ cần dùng thuốc dẫn trường trước nhà. Còn nếu mà có thể chúng ta căng thẳng lắm, gấp lắm thì chúng ta có thể chụp. Ngày xưa hay xúc ruột thì hơi nó nhiều, đen, ta có thấy những cái sạn mà cản quang kém. Đây là ảnh sạn san hô, san hô thẳng bên phải. Đây hình ảnh một cái bệnh nhân nam lớn tuổi bị bú tiền đường tiễn, tạo một cụ sạn bằng quang rất to trong bằng quang. Đó, ông này nếu mà bệnh nhân nam cái sạn này chúng ta coi chừng bế tắc ở dưới. Bế tắc ở dưới hầu hết là do tiến tiền liệt. Đây là một bệnh nhân sau cơn đau quặn thận bí tiểu. Sau cơn đau quặn thận bí tiểu là do sạn nó rớt từ niệu quản, rớt xuống bằng quang, nó kẹt cái cổ bằng quang, nó làm cho bệnh nhân bí tiểu. Sạn ở bó bằng quang thì bí tiểu theo tư thế. Bệnh nhân nghiêng ngồi xíu, sạn nó trôi ra, cái bệnh nhân tiểu được. Đứng lên tiểu, lát đang tiểu nó ngưng dưới dòng, cuộc sạn nó trôi xuống, nó bí tiểu theo tư thế. Sau cơn đau quặn thận mà có bí tiểu theo tư thế, thường là sạn nhỏ kẹt cổ bằng quang. Do sạn từ trên thận nó theo rớt xuống niệu quản, nó gây cơn đau bổ thận. Sau đó cuộc sạn tống xuống bằng quang. Đây hình nạn, sau cơn đau quặn thận mà những bí tiểu luôn. Thấy sạn nó xuống cổ qua, nó xuống niệu đạo tiền tuyến, nó kẹt lại. Cái niệu đạo tiền tuyến là cái niệu đạo cho nó rộng nhất ha, nó rộng cho do đó nó kẹt lại, nó tạo thành sạc. Cái đó chúng ta chụp cao B cho bệnh nhân bí tiểu thì bao giờ phải chụp lấy được dưới khớp buông. Có nhiều người chụp mất ở trên đây, không thấy được cái sạc kẹt ha. Do đó bệnh nhân đến với ta bí tiểu, chụp hình thì chúng ta phải thấy được cái khớp buông. Ở đây thì ngày xưa người ta chụp UV. Chụp UV tức là chụp X quang điệu khoa có tiêm thuốc cản quang đường tĩnh mạch. Chúng ta nói UV hiện nay giá trị, ít giá trị hơn, tại vì
hiện nay City chúng ta, nhất là City 64 lá cắt trở lên, nó có cái kỹ thuật dựng hình giống như UV. Ngày nay hầu hết là người ta không sử dụng UV này. Vừa cao B chúng ta chụp thấy cầu sạn đây, UV chúng ta sẽ chụp sạn nằm ở vị trí đây, bể thẳm, nó gầm cho các đại thẳng ứ nước. UV là chúng ta chích một lượng cản quang vào cơ thể bệnh nhân, thì cản quang thì có khả năng dưỡng, do đó chúng ta phải hỏi tiền căn dưỡng của bệnh nhân. Có nhiều bệnh nhân chích xong ngưng tim ngưng thở chết luôn. Do đó thấy vô bệnh viện á, khi mà chích cản quang thực sự chúng ta cần thiết chúng ta mới chích. Ở bệnh nhân cái nào mà khi nào có chỉ định mổ thì người ta mới sử dụng tới thuốc cản quang. Ta phải coi cái đường mổ sạn vị trí nào, bởi vì chích thuốc cản quang nó cũng rất nguy hiểm. UV là lượng thuốc cản quang cho cơ thể chúng ta. Thí dụ như 1-2 phút thì thuốc nó ngấm vào chủ mô thận, nó theo máu nó tới vào thận. Thì chụp hình lúc 1-2 phút, 3 phút thì chúng ta thấy cái chủ mô thận, hai cái thận nó rõ là đó là thì chủ mô thận. Sau 5-10 phút thì thuốc nó lọc qua đài bể thận. Thì chụp hình chúng ta thấy đài bể thận nó hiện lên. Thì hình thức đài bể thận ha, như vụ này là trên 10 phút 15 phút thấy đài bể thận nó hiện lên. Sau 30 phút nếu thông thì thuốc xuống bằng quang, chúng thấy được cái thì bằng quang. Do đó phim UV bao giờ người ta chụp chưa tiêm thuốc, tiêm thuốc 5 phút, 10, 15 ha, gặp một số bệnh nhân suy thận có thể ta tiêm thuốc sau 2 giờ. Người ta bao giờ cũng ghi cái giờ tiêm thuốc bên đây. Đó UV thì hiện nay chúng ta thấy đây ha, đây sạn, ta biết sạn nằm đây. Đây hình ảnh chụp cao B thấy sạn. Sạn này nằm vị trí lệch trục của thận ha, bình thường nó chụp thế này. Chụp UV là anh thấy ha, cái thận nó ngửa, nó nhiều đài thận ứ nước. Hai cái thận nó nằm lệch trục với nhau. Hai cái giao nhau thành một cái trục ở dưới cục sọc. Nó ngược lại cái trục bình thường của thận. Đây hình ảnh ngày xưa là UV này là hình ảnh sạn san hô trên bình thận, nhưng thận móng ngựa. Ha, nó có cái eo vắt này này. Người ta thấy UV thế này ha. Cái eo vắt qua này, cả hai cái bể thận điều hòa nó vắt qua cái eo này. Eo thận thì nó làm cho nước tiểu lưu thông kém. Do đó nó ứ nước tiểu ở trên, nó đào cho tạo sạn. Do đó khi ta mổ lấy sạn này thì chúng ta cắt cái eo thận để cho cái hai cái thận nó về vị trí bình thường. Cái thận cái điều hòa nó không vắt qua cái eo thì nó chuyển lưu nước tiểu tốt hơn. Đây là UV. Ngày nay thì siêu âm với chụp CT thấy hết rồi ha. Ngày nay không cần UV nữa. Đây là hình ảnh CT. Đối với sạn thận thì CT thấy gần hết sạn, ngay cả sạn không cản quang. CT thường người ta chụp cái thì có thuốc cản quang và thì không có thuốc cản quang. Nếu bệnh nhân có chỉ cần dị ứng hoặc bệnh nhân có suy thận thì có thể chúng ta chụp thì thuốc CT không có cản quang. Nghĩ không có quang, nghĩ như nó không rõ bằng cản quang. Đây là hình ảnh thuốc. Bệnh nhân có uống cản quang chụp tiêu hóa trước đó ha. Chụp suy thận cái thì không có cản quang, thấy sạn nằm đây. Cái đây là chủ mô thận. Nó không uống nước lắm. Đây là hình ảnh chụp thì CT không có cản quang, thấy sạn nằm đây. Cái thận nó không uống nước nhiều lắm. Đây là hình ảnh chụp CT không cản quang, thấy cái thận là có uống nước ha, sạn có những chỗ nhiễm trùng. Đáng về chụp cái thì CT không thấy thận uống nước, đây cục sạn san hô và cái vị trí có những chỗ nhiễm trùng và uống nước đây ha. Đây là cái bể thận với đài thận uống nước ha, đây là chỗ nó viêm nhiễm trùng. Ngày nay chụp MSCT người ta dựng hình được luôn ha. Đây là hình ảnh một MSCT dựng hình. Bệnh nhân vô đến chúng ta với bệnh cảnh là suy thận mạn ha, đa hồng lưng. Người ta chụp suy thận mạn mà mức độ cũng tương đối ha, người ta cho chụp thuốc cản quang. CT chúng ta thấy ha, cái thận bên đây nó hơi teo và nó có cục sạn ở khúc nối bể thận. Sạn ở nhiều quãng lưng gần khúc nối bể thận điều hòa. Làm cái thận ứ nước mà thận nó teo. Đây thận bên trái cũng ứ nước độ 3 ha, hai bên đều ứ nước độ 3, một bên teo bên không teo. Bên đây thì dựng hình nó có cục sạn điều quản trọng, nó làm cho cái thận ứ nước độ 3. Do đó chụp CT dựng hình này ta thấy được cái gì? Bên đây là sạn ứ nước do điều quản lưng. Bên đây là ứ nước do điều quản trọng. Chụp MSCTA ha, hoặc là chụp ta dựng hình lại thấy luôn mạch máu ha. Do đó những trường hợp mổ bao nhiêu mạch máu bú được chúng ta thấy hết. Thấy đây là cục sạn một cái, đây là cục sạn hai cái. Bệnh nhân này suy thận mạn do sạn điều quản hai bên. Bên phải là điều quản lưng, bên trái là điều quản trọng. Đây một bệnh nhân khác vô bệnh cảnh suy thận nặng. Chụp hình là chúng ta thận gần như
mất chức năng. Do đó chúng ta không thể nào bơm thuốc cản quang được. Chụp không cản quang, chúng ta thấy hai cái thận ứ nước của chủ mô thận gần như mất hết ha. Bên đây chúng ta thấy sạn niệu quản trọng, bên gây nước độ 3, độ 4 ở đây ha. Bên đây thấy sạn bể thận ha. Bệnh nhân này là suy thận mắc nặng. Do đó bệnh nhân này vô cấp cứu chúng ta bệnh cảnh suy thận nặng. Chúng ta nên ta đâm hai cái monoxy dưới siêu âm hay mở thận nó ra hay mình. Rồi ta theo dõi cải thiện, chuyển luôn nước tiểu ha. Ta chuyển luôn nước tiểu, sau đó bệnh nhân tạm ổn và sau đó chúng ta đánh giá lại chức năng thận, chúng ta quyết định mổ lấy sạn hay gì đó ha. Thì cái này là thường cố gắng giữ thận. Đánh giá chức năng thận hay thận chúng ta sử dụng nghiệp pháp gì? Trong khi bế tắc thì chúng ta không lần lập cái đó, chúng ta giải quyết bế tắc rồi theo dõi bệnh nhân. Nếu bệnh nhân suy thận nặng quá có nguy cơ phù phổi cấp biến chứng thì chúng ta chạy thận nhân tạo. Nếu bệnh nhân nước tiểu ra phục hồi từ từ không có nguy cơ chạy thận tạo thì chúng ta theo dõi và tôi đánh giá là chức năng thận. Đánh giá phương pháp gì mà đánh giá được chức năng thận của mỗi bên? Thì sao rồi? Cái này chắc chắn phải làm ha. Bệnh nhân nước độ 3 rồi vô cấp cứu gì ta đặt xong những nước tiểu ta đánh giá chức năng thận một tháng sau. Ta xả hình thận. Ha. Xa hình thận là phương pháp đánh giá chức năng thận tốt nhất. Đánh giá riêng biệt mỗi chức năng thận luôn, cho biết chức năng này còn bao nhiêu phần trăm, chức năng bao nhiêu. Cứ như một cái thận mũ sạn nhiều quá, ứ nước độ 3 mà thận mũ hoài kéo dài. Ta đánh giá chức năng thận sau khi chuyển lưu xong ha. Mà đánh giá chức năng thận dưới 10% mà thận mũ sạn, người ta khuyên nên cắt bỏ thận nó đi. Ta mổ theo nhiễm trùng hoài nó không hết. Do đó tất cả những trường hợp mà khi muốn cắt cái thận bệnh nhân à, chúng ta phải làm cái phóng xạ thận. Đặc biệt phóng xạ thận. Đây là một hình ảnh ha. Chụp CT dựng hình lại chúng ta thấy ha, có sạn niệu quản trọng. Đây MSCTA ha, có mạch máu A ha. Đây là niệu quản trọng mà làm cho cái thận ứ nước nhẹ. Đây là hình ảnh sạn san hô hai bên. Chúng ta coi ưu điểm của cái MSCT 64 nó cắt dựng hình. Chúng thấy đây là cao B ha, thấy sạn san hô rất phức tạp hai bên. Sạn đài thận vô bế thận. Chụp MSCT nó dựng hình, đây là MSCTA ha, thấy sạn ha, mạch máu ha. Sạn đầy hai bên ha, dựng hình mọc thẳng trán cho thấy ha, sạn đầy ha, có nhiều thận ứ nước. Rất nhiều ha, những cái đài thận ứ nước sạn lấp đầy hết được. Đây là MSCA dựng hình sau khi chụp dựng hình UV cho thấy thận ứ nước toàn bộ ha. Đây là hình ảnh UV do MSCT dựng hình. Chúng ta không, tại sao chúng ta không chụp UV là vậy? Đây là hình ảnh cắt ngang cho thấy ha, sạn đầy hai bên ha. Đây là sạn san hô hai bên, chúng ta chụp MSCT dựng hình cho chúng ta thấy hết. Đây là một hình ảnh chụp MSCT, chúng ta thấy cái thận bên phải chúng ta có sạn ha. MSCT ai thấy mạch máu vừa rất ít ha, rất nhiều sạn. Mọi người thấy sạn niệu quản giãn ha, thành niệu quản dày lên và ta đo được đơn vị chỗ này là mũ ha. Và điều quản đạt mà có cái sạn sát xuống bằng quang luôn. Toàn bộ thận điều quản là mũ hết. Ha, chụp hình là thấy ha. Dựng hình UV, chúng thấy cái thận bên đây còn được, thận bên đây câm luôn. UV câm là chức năng nó giảm. Ha. Mà muốn biết chức năng nó giảm như thế nào, nó còn giữ được hay không, ta dựa vào sạn thận. Bệnh nhân này ha, đây là sạn, đây những mũ. Bệnh nhân được chuyển luôn nước tiểu, sau đó làm cái độc vị phóng xạ. Ha, cho thấy cái thận, ta tưởng tượng ha, đây là bệnh nhân, cái nhìn cái lưng bệnh nhân, nhìn nó sau tới ha. Bên đây là thận trái, bên đây là thận phải. Thấy thận phải bộ đồ mắt ha. Thả hình cho biết là thận phải chức năng mắt hoàn toàn. Bệnh nhân này chúng ta chỉ có cắt thận, cắt điều quản, cắt xuống đây ha. Chứ không mổ lấy sạn, bởi vì đã chuyển lưu làm sao hình thận xong mà nó không phục hồi là thận này nó hư rồi ha. Cái MSCT và kết hợp với độc vị phóng xạ thận. Đây là một bệnh nhân chụp cao B thấy sạn san hô, chúng ta chụp CT ta dựng hình thấy cục sạn ha. Chúng ta có thể xoay không gian 3 chiều ha, thấy được mạch máu thấy được ha. Đây cục sạn san hô rất to ha. Đây mạch máu. Có mạch máu dựng lên là MSCTA, đây là mạch máu ha. Chụp thấy mà cảm thấy cục sạn rất to. Đây là cục trong bể thận, đây là cục ở trong thận. Có những cái đài thận ứ nước. Đây là hình ảnh sạn san hô. Bệnh nhân này có, đối với bệnh nhân này, bệnh nhân khác nữa tôi thấy chụp cao B có sạn màng quang rất to. Trên CT chúng ta thấy chụp cao B thấy bóng hơi ruột nhiều quá, ruột không sạch. Nhưng mà khi chụp MSCT dựng hình ta thấy có một sạn nằm đại dưới thận phải nữa.
Đây là hình ảnh city cắt ngang ha, thấy sạn bà quan rất to. Ông già này lớn tuổi ha, sạn bà quan to thì chúng ta coi MSG đọc cái kích thước tuyến tiền liệt. À, bệnh nhân này sẽ có cái thường là có phì đại tuyến tiền liệt kèm theo. Đây hình ảnh chúng ta nhìn ha, có một số trường hợp sạn xuống kẹt minh đạo đạo. Đây là sạn trong bà quan gây bí tiểu. Trong trường hợp đặt xong GG nó còn nằm trong bàng quang, để lâu quá bệnh nhân nó tạo sạn luôn. Đây có một trường hợp bệnh nhân vô, bệnh nhân nữ vô bí tiểu ha. Các thư các bạn nào mổ bác ơi, khám bụng khám lum cho siêu âm chụp X quang tầm lâm hết ha. Chỉ cần khám phụ khoa cho bệnh nhân nằm tư thế phụ khoa, mở cái lỗ tiểu ra chúng thấy sạn kẹt ngay lỗ tiểu. Do đó chúng ta nhớ khi khám này chúng ta đứng xịt bên. À, lần trước tôi về mà ha, khám cái xịt thuốc tê vô đây coi coi cục sạn đứng cái bệnh nhân rặn cục sạn nó dằn ra cái ba bốn thuốc thuốc tê thuốc phun ra đó chúng ta đứng cái bên cái đó khi là đối với những nam chúng ta giữ bí tiểu nam á thì chúng ta nên coi cái lỗ sáo, nên sờ dọc cái điều đạo dương vật coi sạn kẹt hay không. Nhiều khi tôi làm đủ các thứ hết mà cái sạn nó kẹt lỗ tiểu trước mắt chúng ta không để ý. Đây hình ảnh nội soi thấy sạn trong bụng, bệnh nhân có cục sạn nhỏ trong bàng quang. Sau khi cơn đau quặn thận, bệnh nhân thủy xuống cục sạn này đi tiểu nó sẽ trôi xuống cổ bàng quang nó làm tắc. Đây hình ảnh sạn to bàng quang ha. Đây là sạn điều quản nội thành. Đối với sạn điều quản nội thành á, thường á, thì nó hay cái miệng điều quản đây ha bên phải, thì nó hay kích thích nó viêm cái bàng quang, cái niêm mạc bàng quang quanh cái miệng điều sạn. Do đó đối sạn điều quản nội thành bệnh nhân hay có triệu chứng quặn, do nó cái niêm mạc quanh điều quản nó xuống nó kích thích làm viêm. Do đó bệnh nhân có cơ đau quặn thận hay có tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu nó nhắc, tiểu đau cuối dòng giống như viêm bàng quang. Đặc biến chứng sạn nếu để lâu nó có cái ba cái biến chứng chúng ta hay gặp. Thứ nhất là thận mũ, như nãy nói cái ca mà chúng ta thấy mở thận ra da, thận mũ toàn bộ, tức là phải xả hình thận, tức là phải cắt thận. Lâu ngày thì thận chỉ là cái túi mũ thôi, là mất chức năng hoàn toàn. Thứ hai là thận nó không mũ nhưng nó mất chức năng, ứ nước độ 3, độ 4. Mất chức năng, mất luôn, mất cửa mô thận hết, chúng ta làm xong nó không phục hồi, như khi phải cắt. Thứ ba, hiện nay chúng ta hay gặp là ung thư dạng biểu mô, đối với sạn san hô lâu ngày. Khi có cục sạn lâu ngày để kích thích nó viêm cái niêm mạc đường tiểu ở thận, bể thận hoặc là ở bàng quang thì lâu ngày nó hay tỷ lệ ung thư rất cao, là ung thư biểu mô, đa số là ung thư tế bào niêm mạc, carcinom tế bào niêm mạc chuyển sản gai hoặc là carcinom tế bào gai. Tế bào gai là tế bào sừng á, vảy á ha, chúng thấy ở thực quản ống hồng môn. Tế bào gai thì mổ ra rất nguy hiểm thì quá trị nó không đã bưng kẹp. Rất sợ nhất là gì? Bệnh nhân có cục sạn to bàng quang hoặc cục sạn san hô bể thận, chúng ta không biết cái tỷ lệ ung thư này nó giờ hay gặp nhiều lắm. Chúng ta mổ mở cái bể thận, chủ mô thận tôi lấy sạn. Khi lấy sạn ra thì nước tiểu nó sẽ tràn ra ngoài. Ta hút hết, thấy sụt sụt ta cắt miếng thử để ra ung thư tế bào gai hoặc là chuyển sản gai. Thì vài tháng sau ung thư phát triển đầy hông lưng luôn, nhiều khi nó mọc ra thành bụng, nó trôi xuôi ra cái ống dẫn lưu luôn, lúc đó vô phương nè. Ví dụ như ta biết trước đó ta cắt thận luôn ha, không sao, không biết khi ta mổ nước tiểu nó lít ra ngoài đóng lại, sau khi có kết quả thì đã muộn. Rất rất nhiều bị gì trường hợp đó. Đây là ảnh sạn ha, một sạn bể thận to và sạn một ổ đài dưới ha, chụp CT ha. Đây CT dựng hình ha, thấy cột sống nó méo ha, thôi quá. Đây hình nên thấy sạc rất to đại dưới. Đây cái thì có cẳng qua ha, cái thì mà tới cuối á, tôi thấy thì muộn thấy có những cái mô sùi rất đầy. Trên mình nhưng có sạc đây cũng vậy, ở đây có mô bú đây. Ở đây có mô bú đây ha. Đây có cái hạch đây. Đây là bệnh nhân ung thư thận ha. Ung thư biểu mô thận do cái sạc lâu ngày. Nó là carcinom tế bào gai. Do đó chúng ta bệnh nhân này thì chúng ta không nên mổ lấy sạn, chúng ta nên cắt thận toàn bộ. Hơn là người này chúng ta chụp CT chúng ta thấy được cái bú lúc trước khi mổ. Có nhiều người ta không thấy được trước khi mổ, ta mổ thì thường nó diễn tiến ung thư nó nặng hơn.
Điều trị thì chúng ta có điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa. Nội khoa thì thường là chúng ta hạn chế, đúng không? Ta hạn chế chế độ ăn theo tình hình, cái thành phần sỏi của mình. Như ở Việt Nam chúng ta thì sỏi đa số tổng hợp, ta hạn chế một phần thôi, thường là hạn chế canxi, một số đồ biển, uống nước nhiều, uống nước nhiều là chịu. Và những cái thuốc khác, ví dụ acid uric thì chúng ta nên cử ăn rõ quá thì nên cử ăn những chế độ có purin nhiều, những cái nội tạng, thịt đỏ, thịt bò, thịt heo, thịt chó, vân vân, ăn thịt trắng thôi, hạn chế hải sản, hạn chế nhậu nhẹt, uống bia rượu thì nó làm ngừa được acid uric giảm, thì chúng ta sẽ giảm được cái sản acid uric. Thứ hai là khi điều trị nội khoa mặt tại, thường trên lâm sàng cái sạn ta đầy dưới nhỏ 5 ly hay 10 ly mà không uống nước, không đau, thì thực sự chúng ta không cần can thiệp, chỉ khi mình uống nước nhiều. Ngày nay có một số thuốc nó làm tan sỏi, nhưng mà thật ra nó chỉ tác dụng hỗ trợ, nó không tan hoàn toàn. Còn thấy ở Việt Nam chúng ta hay có tiên kim tiền thảo, bài thật, thật ra cái lá kim tiền thảo uống nhiều thôi ha, nó không tan hoàn toàn lắm đâu, nhưng nó ngừa được, phòng ngừa sạn. Hoặc là chúng ta có những cái thuốc tây giống như Rovatinet, Vacotinet, những cái thuốc mà nó tan sạn, nhưng thật không tan hoàn toàn. Nếu sạn to, có nhiễm trùng biến chứng nhiều, ứ nước, nhất thứ hai chúng ta nên can thiệp. Thì can thiệp ngoại khoa chúng ta hiện nay ở Việt Nam chúng ta có gần hầu như nước ngoài có cái gì chúng ta có cái đó. Bởi vì tỷ lệ sạn dân số chúng ta rất cao hơn cả nước ngoài nữa. Xưa bên Liên Xô, bên xưa đó có mấy người cử qua đây học của sạn. Bên đó cái thành phần nó ít sạn, Việt Nam chúng ta có nhiều. Phương pháp mổ vẫn là cái mổ hở chúng ta còn nhiều. Bởi vì bệnh nhân nhất ở tỉnh đến chúng ta thường giai đoạn muộn. Chứ nước ngoài thì mổ hở ít lắm. Ở đây nhiều khi bác sĩ Pháp, bác sĩ Anh qua đây cũng học coi chúng ta mổ hở. Ở bên người ta tốt quá, người ta có mổ hở nhiều. Mổ hở thì nó rất khiêm tốn ở cái nước cái nền tiên tiến. Nên là đi học tiên tiến giữa ở Pháp, Mỹ, châu Âu, Mỹ. Sỏi mà tạo ra thường hẹp bẩm sinh, thí dụ như hẹp khung nối bể thận, bàng quang thần kinh, hoặc là sỏi lấy qua da thất bại thì chúng ta nên mổ hở. Thường ở nước ngoài chúng ta chỉ mổ hở những trường hợp như giống như là có dị dạng, có bê tắc, có bàng quang thần kinh, hoặc ta lấy sỏi qua da thất bại, ta mới chỉ mổ hở. Ở Việt Nam mình chúng ta mổ hở cũng còn cao. Đối với mổ hở thì nguyên tắc mổ hở chúng ta là bệnh nhân thường nằm nghiêng, tôi nói sơ thôi ha, chúng ta đi trên xương sườn 12, đa số có thể xương sườn 11, thì ở Việt Nam chúng ta đa số là đi trên xương sườn 12. Nếu xương sườn 12 mà nó dài thì người ta cắt bỏ đầu sườn, ta vô vào cái khoang sau phúc mạc, mổ hoàn toàn khoang sau phúc mạc. Thứ nhất, thứ hai là chúng ta mổ khâu bằng chỉ tay, sau mổ thì bao giờ cũng có dẫn lưu, có thật, bởi chúng ta mổ khâu gấp mấy cũng có xì nước tiểu vài ngày. Nếu ta không dẫn lưu nước tiểu động là để nhiễm trùng. Nếu không nhiễm trùng thì nó tạo thành cái nang giả niệu, thì kêu là duodenum. Thì nguyên tắc mổ cơ bản là chúng ta rạch bộc lộ hiệu quản bóc tách lên bể thận, và chúng ta sẽ xẻ bể thận chúng ta lấy sạn. Đó là nguyên tắc cơ bản. Nhưng nếu bể thận nó nằm thế này thì được kêu là bể thận ngoại son, chúng ta mổ dễ. Nếu bể thận nó không nằm đầy mà nó nằm ở trong chỗ mô thận, cái điều quản nằm đầy, cái bể thận này nằm hoàn chìm trong chỗ mô thận, khi là bể thận nội son thì mổ rất khó. Đó, đây chúng ta mổ lấy sạn. Có thể ta mổ chủ mô, tùy theo cái vị trí bể thận ngoại son hay nội son. Chúng ta lấy sạn. Đây là sạn san hô. Sạn san hô mà bể thận ngoại son thì mổ nó không khó lắm, nhưng mà nội son thì cực kỳ khó. Hoặc là những trường hợp mà đại thận nó nhỏ, sạn nó to, chúng ta không lấy qua được đường dưới thì chúng ta mổ chủ mô chúng ta lấy. Biết là mỗi lần mở chu mô thì nó mất đi chức năng thận rất nhiều và đã kẹt máu rất nhiều. Do đó ta hạn chế mở chu mô. Đối đế lắm ta mở chu mô. Qua mổ sạn san hô chu mô rất sạn rất nhiều, rất dễ bị sót sạn. Do đó thường sạn san hô phẫu thuật viên giải thích bệnh nhân bao giờ cũng có nguy cơ sót sạn. Do đó khi mổ người ta hay dùng siêu âm, máy quang siêu âm hoặc là siêu âm trong mổ để ta rà cho hạn chế cái tỷ lệ sót sỏi. Đây là những hợp mổ phức tạp, chúng không nhiều Sau mổ chúng ta phải bảo đảm cho đường tiểu dưới nó thông bằng cách là tôi đặt cái thông xuống, tôi bơm nước nó thông thì chúng ta mới khâu được.
nếu nếu mà nó không thông, chúng ta khâu cái xì nước tiểu hoài. Ngày nay khuynh hướng là người ta hai mỏ, người ta đặt cái thông WG bên trong. Khâu WG nó giúp cho cái thông tốt đối với xì nước tiểu. Một tháng sau chúng ta rút ra. Đó là kỹ thuật mổ hở. Mổ hoàn toàn sau phẫu mạc, khâu bằng chỉ tang. Trước khi khâu đài bể thận bảo đảm đường tiểu từ thận xuống mạch thông. Thường ta hay đặt đúng gì. Thứ ba là sau mổ bao giờ cũng có dẫn luôn phẫu thuật. Chúng ta đi bệnh dân chúng ta thấy cái này. Lúc nào cũng ông dẫn luôn. Ngày nay thì kỹ thuật tán sỏi qua da hay lấy sỏi qua da kêu là BCNL là kỹ thuật phổ biến. Tất cả những các nước tiên tiến hầu hết người ta thay bằng kỹ thuật này. Tức là người ta lấy đục một lỗ vào họng lưng, ta nong và ta lấy sạn, ta bắn cái sạn ra. Cái này có nguy cơ chảy máu tại vì đâm vào chủng mô thận, nguy biến chứng cao. Cho nên hạn chế chảy máu ngày nay có nhiều kỹ thuật thay đổi như mini BCNL là ống nhỏ hơn hoặc là microbot là ống nhỏ hơn nữa. Nhưng cái nào cũng có cái hạn chế của nó. Đây là kỹ thuật thay thế hầu hết các phương pháp mổ hiện nay. Ở bệnh nhân ta cũng làm này rất lâu rồi. Không có bất thường bẩm sinh, hãy nếu. Hoặc là sỏi có trường hợp tán ngoài cơ thể thất bại thì chúng ta có thể làm phương pháp này. Đây là cái sơ kỹ thuật ha. Tất cả bệnh nhân nằm tư thế có thể bị thường đa số là tư thế nằm sấp. Coi lần ngày nay có tư thế nằm ngửa, tư thế nghiêng nhiều nhưng tư thế standard vẫn nằm sấp. Đây là tư thế gây mê, y tế dụng cụ. Đây đã có cái máy siêu âm và máy X quang siêu âm mà tăng sáng. Do đó chúng ta làm này thì mệt lắm, phẫu thuật viên phải mặc áo chì, gây mê áo chì hết. Phụ nữ mà lập gia đình, mới lập gia đình muốn có con cũng không được vô đây. Có thai thì chống chỉ định tuyệt đối. Bên tôi mấy ông nội chú mới vô mà chưa có gia đình cũng trốn này ha. Tại sử dụng tiết nhiều quá. Ta phải mang cái độ đo cái độ phóng xạ. Trước khi mổ, người ta nội soi niệu đạo bàng quang. Ta đặt một cái thông qua cái miệng đạo lên trên. Và ta bơm thuốc cản quang từ dưới ngược dòng lên trên. Tức là gì? Kỹ thuật UBR. Trên màn tăng sáng chúng ta thấy được hiện lên cái hình ảnh đài bể thận. Đây cái thông. Và chúng ta coi cái đài bể thận là từ vị trí dưỡng dẫn siêu âm. Chúng ta sẽ chập dò theo cái đài bể thận đó để tôi vô. Tiếp cận cục sạc. Chúng ta nhớ hình này là không gian 2 chiều. Nhưng thực tế chúng ta làm không gian 3 chiều. Chúng ta chỉ cần đâm chạch ra một vài ly, chạch qua cái cổ đài thận là chúng ta chảy máu liền. Chúng ta đâm giữa cái đài thận mà đâm chạch qua một cái, rất cổ đài thận chảy máu. Tốt nhất. Cho nên cái này phải có kỹ thuật. Xoay siam 2-3 lần. Cái tư thế này đúng, đặt cái kim cho đúng. Nhưng mà ta xoay tư thế khác thì nó chặt. Cho nên ta phải xoay cái siam, nó xoay tới, xoay lui, xoay tới, xoay lui nhiều lần. Mỗi hình này là không gian 2 chiều. Nhưng thực tế thao tác chúng ta làm không gian 3 chiều. Do đó ta xoay cái máy siam nhiều nơi để ta định vị được chính xác cái đường khâu, cái đường chọc dò chúng ta. Khi kết hợp với siêu âm hướng dẫn, chúng ta chọc dò cái kim vào cái đạt. Ví dụ như sạn ở đây, chúng ta chọc cái kim theo cái cổ đài thận này vô. Khi chọc vô chúng ta đúng vị trí, chúng ta hút ra nước tiểu. Cái là dây dẫn. Đặt dây dẫn vô, sau khi dây dẫn vô đúng vị trí trên thấy, trên siêu âm chúng ta thấy. Sau đó chúng ta lấy cái bộ nông, nông từ số nhỏ số lớn, lấy cái gai qua này làm cái trục cho nông, nông từ số nhỏ số lớn vô cái thận này. Cái số cuối cùng là cái emblast, số cuối cùng. Và chúng ta rút ra, và ta cái emblast này là vô đúng. Chúng thấy là thấy nước tiểu nó ra, chứ không phải ra máu. Chúng ta đưa cái máy vô soi và tán. Ta đưa cái máy soi và có màn camera chúng ta tán sạc. Tán vụn ra rồi chúng ta gấp ra. Khi tán rụng xong mà dựa trên CR và dựa trên hình ảnh trên cái máy camera chúng ta gấp sạc. Khi gấp sắp chúng ta soi hết dựa CR để hết sạc thì chúng ta đặt một cái thông mở thận dây dàng. Cô này mở thận dây dàng mục đích là nó chuyển luôn nước tiểu đừng có nhiễm trùng. Thứ hai là cái bóng này nó kèn vào này nó cầm máu nó cầm máu cái chỗ đầm chúng ta. Nếu không kèn vô nó chảy máu dữ lắm. Nếu bệnh nhân có vị trí khác mà chúng ta không đi vô thì chúng ta lấy sỏi qua da thì hay đâm đường khác. Bởi lấy sỏi qua da đa số là sử dụng cái ống cứng. Cho đó những cái chỗ lắc lách chúng ta không câu được. Ngày nay thì có thể lấy sử dụng ống xoay mềm. Để kết hợp một lần. Ống xoay mềm mất tiền. Mất tiền. Thứ hai là
rất dễ hư. Là thôi lấy hết ha, dựa vào cái mà camera, đây là dựa vào mà tăng sáng ha, chúng ta điều khiển cái soi mềm vô những cái đài thận mà trên màn chúng ta thấy có sạc. Ha, tôi thấy thấy vậy ha, chúng ta chuyển thấy cái đài vậy ta bóc vô thì khi chặt, bởi vì hình này là không gian hai chiều. Chúng ta làm là không gian ba chiều ha, nhiều khi chúng ta phải soi giữa cái màn hình ở trên có camera dựa vào cái sạc chúng ta tìm cái đài thận. Ha, nếu nó có thể lấy không được thì chúng ta có thể đưa cái giấy laser mềm vô chúng ta bắn. Bắn. Ngày nay rất nhiều phương tiện. Chúng ta thấy vậy nhưng mổ này biến chứng rất nhiều. À, chúng ta không kỹ thuật tốt thì biến chứng nhiều. Ở đây những bệnh nhân mà lấy sỏi, sỏi san hô mổ, lấy mổ nặng nề ha, chảy máu ít chết, nhưng cái này tình trạng chết hoài. À, vô sốc nhiễm trùng, vô chảy máu, nhiều khi đâm mới là mà đâm thủng qua cái tá tràng, thủng qua cái sigma. À, thấy nó dễ nhưng mà thực tế rất khó. À, hoặc là chúng ta soi ngược dòng từ dưới lên. À, chúng ta có máy soi ngược dòng từ dưới lên. Chúng ta sẽ dựa vào màn tăng sáng và dựa vào cái khi ta tìm cái đài thận. Chúng biết là đài thận chúng ta có thể nằm nhiều ngách khác nhau. À, chúng ta soi lên rất khó. Hoặc là tán sạn. Ta biết khi làm này thì chúng ta phải đặt cái sông GG trước 2 tầng để cho nó giãn cái điều quản ra. Và ta soi lên cũng được. Và soi nó có phải cái em lát đưa vô. Chỉ cần ta đẩy một cái mà nó cái ống soi mềm nó gặp bóc một cái là ta mất cái sơ hơi đời mới. À, gặp cái là mất đen màn hình coi như xong cái dây đó luôn. À, là mất cái sơ hơi này. Chỉ đánh người không được nóng ha, phải nhẹ nhàng. À, thứ hai cái này rất mệt cái chỗ là thấy vậy như làm rất khó. Cái kho trường chúng ta nó không rõ, vậy nó không tưới nước liên tục. Nó ngạt. Có nhiều hợp sản nó nhiễm trùng ta tưới nước để ta lấy thấy có nước vô thì chúng ta mới thấy rõ cái quan trường chúng ta làm. Mà nước vô trong thận mà nó kẹt cái thông nó ra không được thì vô sốc nhiễm trùng rất nhanh. Ngày nay người ta có một cái máng ta đưa vô nó có những cái rãnh nhỏ để nó thoát nước. Thoát nước nhưng mà nó cũng dễ sốc nhiễm trùng. Cho nên tất cả những cái không có nhiễm trùng. Ở đây nhiều người đang tán xong lên ngưng tim ngưng thở luôn, à, lên tử vong luôn do sốc nhiễm trùng. Đây chúng ta thấy ha, ta lấy sỏi bằng cái rọ đọt bia hoặc là ta dùng laser chúng ta bắn ha, lấy sỏi ra. À, ta làm lâu quá nước lên nhiều quá nó ứ động này nó sẽ khuếch tán ngược vào máu, nếu có nhiễm trùng thì tỷ lệ tử vong rất cao. Hoặc là tán sỏi ngoài cơ thể, tức là ngày bệnh nhân nằm một cái trên một cái bàn tán sỏi ha, ta định vị vừa cái xia mà vừa siêu âm. Và dù siam tán sáng sẵn axit uric chúng ta sẽ không định vị được. À, tại nó không cản quang. À, định vị bằng siêu âm. Do đó thường hiện nay người ta định vị sẵn cái mới giờ bao giờ cũng có cái màn tán sáng. Chưa? Và dựa vào ta định vị tập trung cục sẵn mà ta dùng tia chúng ta bắn. Có thể tăng lượng ta bắn. Bắn sẵn nó vỡ ra. Và bệnh nhân sẽ đi tiểu lắm. Do đó. Đối với cái này thì thường nó có chỉ định. Tán ngoài cơ thể thì chúng ta phải coi chỉ định. Thứ nhất là kích thước sạn nó không quá 2 cm. Lớn quá cho nó bắn nhiều quá nó hư thận, nó bể thận, chảy máu, à, vỡ thận. Có nhiều người bắn xong nó vỡ thận luôn, phải mổ cấp cứu. À, sạn không có nhiễm trùng, tôi nhớ. Bên khi tán sạn nhiễm trùng nó khuếch tán vi khuẩn ra, khi bể sạn nó xâm nhập vào máu bệnh nhân sốc. Do đó bắt buộc chúng ta phải cấy nước tiểu. Ngay cả những bệnh nhân mà không có nhiễm trùng, chúng ta vẫn phải cấy nước tiểu. Có nhiều khi cấy ra nhiễm trùng. À, không có bất thường, bế tắc. Nha, dù như tán mục đích để sạn nó trôi ra đi tiểu ra ngoài, nếu có bế tắc ta tán thì sạn đâu có ra được. Nó vỡ nó nhiễm trùng mà nó bế tắc lại. Do đó phải chụp MST ngày xưa UV, MST thường là có cản quang bảo đảm đường tiểu nó thông. Trong trường hợp chúng ta có một thận nó tắc để là chúng ta nguy hiểm. Suy thận do đó một thận thì chúng ta phải đặt cái sông WG trước khi chúng ta tán. Không có chống chỉ định tương đối như béo phì ha, mập quá thì chặt tung tia nó khó và cái năng lượng tia tập trung nó khó ở bệnh nhân béo phì. Sỏi bế tắc trên thận duy nhất ha, hoặc bế tắc hai thận thì chúng ta nên đặt cái thòng GG trước khi chúng ta tán. Thường thì ngày nay ít ai để cái chuyện mà chụp MSCT trên sàn. Thứ dù MSCT trên sàn nó trên 2000 đơn vị cofel thì sàn rất cứng. À, thì tán thuộc hiệu quả kém. À, cái này nó tới thêm nếu mà học gì sao đọc thì vậy đó, những cái đó người ta nên lấy sổ qua da hoặc là sạn đài dưới mà cái góc đài dưới cái góc bể thận cái góc nhọn
khi tập chúng ta tán nó bể góc nhỏ nằm thấp ít ra à, tán xong bể động lại nó không ra được, không tiểu được, nó cũng bị. Do đó cái góc đài bể thận mà góc nhọn ở đài dưới thì hạn chế cũng chống chỉ định tương đối. Chúng ta coi có nhiều người tại sao tán thất bại. Một số trường hợp đó người ta coi cái thành phần hóa học của cục sạn. Sạn chúng ta nó có loại dùng ngậm monohydrat, tức là trong thành phần sạn nó ngậm một phân tử nước. Thì khi tán, tác dụng vật lý của sạn này nó sẽ vỡ mạnh lớn. Vỡ lớn nó xuống nó cho anh hay tắc làm cái đau hoàng thận, tiểu máu, nhiễm trùng, thất bại cao hơn. À, sạn mà ngậm dihydrat tới ngậm hai phân tử nước. Khi tán sạn nó bể mịn, bệnh nhân tán đạt thành công cao hơn. Nó còn dựa vào cái năng lượng của cái máy tán nữa. Ví dụ như chúng ta tưởng cục đá bự gì. Tôi lấy cái búa tạ, tôi đập thâm mạnh, tác động rực rất mạnh. Thì nó bể ra những mảnh lớn. Mảnh lớn thì cho xuống nó tắt, làm thất bại. Ví dụ ta ngồi ta tán nhỏ đến như, thì nó bể, tôi chút tán nhiều lần mà nó bể nhỏ. Nên là tỷ lệ thành công là nó cao hơn. Do đó nó tùy theo tính chất vật lý, tùy theo nó nhiều cái yếu tố trong đất. À. Đó, nhưng nhớ là chúng ta nhớ sạn dưới 2 cm không có bế tắc và không có nhiễm trùng thì chúng ta mới tán. Thì tán nó bể mảnh ra nó trôi xuống như bản mình tiểu ra ngoài. Những trường hợp mảnh hơi lớn nó trôi xuống nó tắc lại thì nó động lại. À, nó tạo thành kêu là stenrat hay là stonedrift, là con đường sỏi. À, đây nè, sau khi tán sạn bệnh nhân đau hoàng thận để chụp hình thấy sạn nó trôi xuống bế tắc lại. Đang gì? Tán sạn bên phải nó rớt xuống như bản. Nó tạo thành một giống như cát, nó thành một nó có một cục nó nghe cái chỗ nhiều thành mấy cục khác nó không ra được, nó tạo thành con đường sỏi. Những trường hợp này chúng ta cần nội soi, chúng ta lấy lọt vetrolol ra là à, ha. Cho đó tán sạn ngoài cơ thể, bệnh viện trang bị máy tán ngoài cơ thể thì nên trang bị nội soi niệu, có bác sĩ niệu. Có nhiều bệnh nhân ở quận huyện không biết cái nguyên lý này, à, cứ thấy kinh doanh cứ mua tán, thằng tán xong cứ bị cái này cái chuyện, à, chuyển bệnh nhân đi là rất rối rồi. À. Đây hình ảnh ha, tán xong bệnh nhân rớt xuống làm con đường sỏi hết cái điều quản luôn ha. Đây hình ảnh MSCT dựng hình thấy con đường sỏi là những cái sỏi nhỏ ha, nó rớt xuống nó tắc. Chỉ định tán trong cơ thể thường là ở sạn điều quản và sạn bằng quang ha, ta nội soi vô cái điều quản bằng quang và có camera ta đưa. Bây giờ người ta đưa dây dẫn laser vô tôi bắn. Ngày xưa có thể bắn bằng xung, bắn bằng siêu âm. À, ngày xưa có bắn xung nó rung, có nhiều khi bắn rung cái sạn nó chạy lên thận mà tỷ lệ thất bại nó cao. Ngày nay bắn bằng laser ống nhỏ thì thứ gì nó bắn nó cũng bể hết ha. À, đa số ngày nay sạn niệu quản nó bắn lần laser, à, bắn rất nhanh. À, nó có những biến chứng nhưng mà nó ngày xưa mổ một đường dài ha, ngày nay bắn chỉ khi 10-15 phút. À, chỉ định là sỏi ở bụng đáy niệu quản, chống chỉ định là sỏi quá lớn ha. Và có nhiễm trùng, ta nhớ tán là cái gì cũng có cái chống chỉ định nhiễm trùng hết. Có dư một cái sạn niệu quản, đây là niệu quản trái ha, chúng ta nội soi, chúng ta đặt cái gai quai lên cái miệng niệu quản trái. Sau khi có gai quai rồi, chúng ta theo cái gai quai này dây dẫn, chúng ta đưa cái máy soi qua cái miệng niệu quản lên niệu quản trái. Lên tiếp cận được cục sạn. Ta đặt cái dây dẫn nó xuyên qua cục sạn để làm cái đường dẫn cho chúng ta. À, và thấy cục sạn này bắt đầu ta bắn. Đây là cái laser chúng ta lên ta bắn. Bắn bể ra rồi chúng ta lấy đọt mía, cái đọt mía chúng ta gấp nó ra. À, đây là dây laser, cái dây dẫn laser ta bắn bể ra ha. Giờ chúng ta lôi hết rồi chúng ta kiểm tra thấy hết sạc. Ta rút máy ra. Cái dây dẫn laser, cái gai quai này là chúng ta sẽ đặt cái gì vô trong đây. Theo cái dẫn này. Để nó khoảng chừng thôi. Hoặc là 2 tuần. Tùy. Bóp sỏi bằng quang này ngày nay rất nặng nè. Ha. Cái sạc lớn người ta đưa vô, ta bóp. Yeah. Nhưng mà ta nhớ cái máy này nó có vừa camera vừa cứng để bóp bể cục sạn, nhiều khi sạn to thì đó nó rất thô bạo. Yeah. Có nhiều người bóp xong á ở bệnh nhân ha, sao cắt cái điều đạo, hẹp điều đạo, phải biết mổ hẹp điều đạo nó còn khổ gấp trăm lần mổ sạn thọng hẹp tới hẹp luôn. Có nhiều người mổ ha, bóp sạn thì phải bơm nước căng cái bọng đáy lên và để là gì? Để chúng ta bóp cái ngạt, chúng ta không kẹp vô cái thành bằng quang. Ở đây hồi xưa mới tập bóp, có nhiều anh mới cũng hang vô bóp lấy cục sạn ra, lấy nguyên cái niêm mạc bằng quang luôn. Và nó vỡ bằng quang. Thì nước trầm, có nhiều bệnh nhân chảy máu chết luôn. Ha. Thì đó. Nhưng thì bơm nước thấy rõ lắm. Ta bóp một cái nó bể ra một phần, cái còn cục nữa thì lúc đó nó mờ, khổ trường.
tôi bóp lần thứ hai mới vấn đề. Ngày nay đa số thì theo tôi thì chủ trương sạn to quá, ôi vô hở, đi đường xíu không ai chết hết. Nếu mà sạn cỡ này thì lấy laser chúng ta bắn trẻ cục sạn làm thành nhiều cục nhỏ rồi chúng ta gấp ra. Ngày nay hầu hết là sử dụng năng lượng laser, cái laser giờ cái công suất nó cao quá, nhiều khi chúng ta bắn nó nhanh, vô cứ trẻ cục sạn thành những nhỏ nhỏ đó, lấy rồi gấp ra. Bóp bằng cái lithotripsy này ngày nay rất nguy hiểm. Hiện nay bệnh nhân hiện nay như 10 năm nay không có sử dụng này nữa. Ta kêu là ở bệnh nhân ngày xưa cái đây 10 năm là kêu là vết thù trên lưng ngựa quan đó. Ông là có nhiều người bệnh nhân chết lúc bóp xong ra chảy máu vỡ bằng vàng. Hoặc là bệnh nhân vô cấp cứu chúng ta sử dụng những biến chứng đó. Ta phải giải quyết biến chứng trước đó thì chúng ta mới giải quyết được cái sỏi niệu xoang. Thứ dụ bệnh nhân vô chúng ta hay gặp hai tình trạng vô cấp là bệnh nhân ứ nước nhiễm trùng, viêm thận bị thận cấp, có ứ nước nhiễm trùng, bạch cầu tăng, sốt cao, lạnh run, có phản đáp ứng viêm thì vô chúng ta phải chuyển lưu nước tiểu bằng cách là chúng ta đặt được là gì, nếu sạn to quá đặt gì không được thì chúng ta dựa siêu âm mở thận ra da bằng monoxy, sau khi tình trạng nhiễm trùng ổn định thì chúng ta mới tính phương pháp điều trị thực sự. Hoặc bệnh nhân đến chúng ta bị suy thận hay rất nhiều do sỏi niệu quản hai bên gì đó, chúng ta nội soi đặt gì hai bên, hoặc là không được nằm mở thận ra da hai bên, sau thời gian đánh giá là chức năng thận và chúng ta quyết định điều trị tiếp cho bệnh nhân qua cái cơn cấp tính, cứu tính mạng bệnh nhân cái đã rồi chúng ta sẽ đi xa. Hoặc là bệnh nhân vô thận ứ mủ sốt, chúng ta mở thận ra da bằng, nếu mà mủ chúng ta nên mở mủ hở lấy ống bự mở ra da, nếu mà ứ nước nhiễm trùng thôi chúng ta phải chọn cái monoxy ta mở bằng ống nhỏ, còn nếu mủ thì ta nên mở bằng ống lớn tại ống nhỏ nó sẽ nghẹt. Sau khi giải quyết những biến chứng cái này xong bệnh nhân ổn định thì chúng ta mổ chương trình chuẩn bị dần tốt hơn cho bệnh nhân. Thế đó, bài hôm nay là chúng ta có cái sỏi niệu, chúng ta ôm lại những triệu chứng bệnh cảnh và chẩn đoán. Chẩn đoán chúng ta chủ yếu dựa vào hình ảnh học và những xét nghiệm, tôi phải đánh giá được chức năng thận của bệnh nhân. MSCT là phương pháp rất tốt hiện nay, nhất là kỹ thuật dẫn hình. Điều trị chúng ta điều trị nội khoa, ngoại khoa. Tất cả phương pháp điều trị ngoại khoa hiện nay là chúng ta có hết ở Việt Nam chúng ta. Rồi hết, chúng ta có ý kiến gì không, có thắc mắc gì không? Tôi cứ để hai cái bài giảng slide luôn và bài giảng để test luôn ha, chúng ta sẽ coi trên đó. Chúng ta có hỏi gì không? Rồi nhớ ha, cái mà ung thư biểu mô trên sạn san hô hoặc sạn bằng quang á, tôi là nhớ là hiện nay rất nhiều, ngày xưa nó ít chứ hiện nay tôi gặp rất nhiều. Trong cái thi mà trắc nghiệm nó có một câu, một bệnh nam lớn tuổi gì đó, giống nha, có một cái sạn rất to ở bằng quang, có một cái sạn rất to san hô ở bể thận, khi mổ ra thấy có những mô sùi, chứng đó ung thư, theo anh chị là loại tế bào nào? A, RCC, trong có câu tôi cho RCC là ung thư kiểu mô thận, DCC là gì? Carcinoma tế bào chuyển tiếp, carcinoma tế bào gai, sarcoma, thì anh chị nghĩ cái nào? Carcinoma tế bào gai, đó trong thi có ha, hoặc một số trường hợp nói TCC chuyển sẵn gai, cái nào có gai là người ta đánh, nói gì thì người ta nhớ liền, nói có thi cái thì người ta nhớ liền không? Nó không thi người ta không nhớ. Chống chỉ định tuyệt đối trong các phương pháp tán sạn là gì? Béo phì có một câu là có nhiễm trùng niệu chưa ổn định. Chúng ta nhớ câu nhiễm trùng nhớ trong khi tán sạn trong và ngoài cơ thể. Cái câu mà nhiễm trùng niệu là chúng ta nhớ. Một bệnh nhân sạn san hô cấy nước tiểu ra con protein. Chúng ta uống nước nhiều, to quá nước tiểu, kiềm quá nước tiểu. Thì cái nào chọn nào? Toàn quá nước tiểu ha. Bệnh nhân mổ một cái sạn ha, có tiền chăng good ha, mổ sạn thử là sạn thành phần hóa học là acid uric. Thì phương pháp điều trị hỗ trợ toàn quá nước tiểu, kiềm quá nước tiểu, cái nào? Toàn hay kiềm? Kiềm quá, đúng rồi. Đó nói gì ta nhớ liền ha. Tao không hỏi gì, nếu không có gì ta nghĩ ha. Tôi thắc mắc gì không? Được bốn câu rồi.
Không có, ta nghĩ hả? Chúng ta có bài trên này ha, ta cứ coi có gì nếu cần thì chúng ta cứ có cái mail chúng ta cần gì ta hỏi qua cái mail cũng được ha. Tôi sẽ trả lời, nếu ta kiểm tra có mail thì tôi trả lời mail. Chúng ta nghĩ